lại muốn không cắt đó, thì phải kiếm cái dài hơn, cái cao hơn nữa. Nó đóng lưng tút ở đây nè, còn cột lại hai tôi. Mình chào mọi người nha. Hôm nay coi kìa. Trời mưa có một bữa tèm lem hết trơn. Coi cái mận tàn quá trời, nó có 1 năm thôi đó mọi người. Mà ơi thôi là nhánh. Đây, được mấy trái ở trong gốc này, nhưng mà không dám đụng nó rụng. Có 1 trái bự lắm ở trong kìa. Toàn lại dưới gốc không à. Thử tay. Đó. Hai trái này nó cũng đẹp lắm chứ bộ. Có thể là khi mà nó héo chắc mấy trái đó mình cũng ăn được luôn. Anh cái cây nó gãy mất tiêu rồi, cái nhánh không giòn gãy mất rồi. Không cắt hả? Sao không cắt đi? Cắt cho gốc nó mập lên. Thì cắt cũng cái cột thôi, đúng không? Đâu cột đâu, cắt mấy cái nhánh đó đâu cần cột. Gãy à? Nói cắt mấy nhánh này nè cho gốc nó mập lên, mình gắn hy sinh thêm năm nữa. Vậy hả? Ờ, cắt đi. Cắt thì dễ thôi, cắt thì bùm cái xong. Cái gì mà bây giờ trời mưa dọn dẹp mấy cái đồ cây kiết gì bỏ hết đi, dơ quá rồi. Cắt đi khỏi cột, bớt mấy nhánh tà tà ra đây cắt luôn. Có một trái mận. Có đâu có. Cắt mày luôn. Cắt vậy luôn. Cắt đi. Đại luôn đi. À. Cái này có 3 nhánh mà không muốn cắt. Cắt cho gốc nó mập. Giờ nó nhiều tàn quá. Cho nó mập giống em hả? Hả? Cho nó mập giống em. Nói nghe buồn vậy. Em coi cũng được mà. Giá cắt luôn. Cái nào cắt xong rồi năm tới là bắt đầu không có trái nữa. Lại la làng nó sớm tiếp đúng không? Bắt đầu la làng, cái này là tại em kêu cắt. Vậy được rồi. Cắt nhiều quá. Nở đây. Cái nào? Nể hả? Năm rồi cũng cắt á, đâu có trái. Cắt hết nhánh rồi, hết trái luôn. Rồi lỡ rồi làm luôn đi. Kệ, hy sinh năm nữa đi. Thêm năm nữa hả? Ừ, cho cây nó mập. Mình để lá già mai mốt nó mới có trái. Nghe nói mê gà lên tiền nhiều lắm kìa Hùng. Không có tiền không Hùng? Đứa hai đồng đi, đứa hai đồng đấy Hùng ấy. Lên kệ nó đi, có trúng đâu mà. Nhiều khi em mua trúng sao? Giờ nhìn tội lỗi rồi. Còn nhánh bên kia nữa. Cắt thôi, không có trái gì anh tự đi. À ui xém ổng ổng thấy ghê nó có trái nguy hiểm quá anh. Cắt làm sao mà trúng cái nhánh có trái thì em la làng cho mà nghe. Ờ năm tới không có trái bắt đầu la làng lên. Được rồi, đừng cắt nữa, đừng hù hoài mà. Còn nhánh hồng nó gãy luôn mà. Để chị đợi cho nó, chị nào nó cột đó còn cột. Mà bơ này chắc đâu cần cắt đâu hả? Cái này
thôi đừng cắt. Hả? Thôi đừng cắt. Tại cắt. Toàn là nhánh nhỏ thôi mà cắt gì. Phải không? À. Không cần cắt hả? Thôi khỏi. Để hả? Để. Ở dưới xuống. Sure. Ok. Đi dọn dẹp. Dọn dẹp đi. Còn họ có sức thì đào với chút đi dọn dẹp cho này. Còn không có sức thì thôi vô ngủ đi. Cái này bây giờ là phải lấy gạch ra hết. Xong rồi làm cái khung lại trồng cái gì? Cây bữa hổm mua bao cây đó. Ừ. Dỡ lên rồi xếp gạch lại thôi. Trồng ở đây nè. Bên này thì bên này mình trồng thanh long mà trồng trong chậu á. Rồi mình làm cái cây cho nó lên, nó đu lên rồi trồng ở đây một cây thôi, không có trồng hai cây được. Một cây thôi, một cây chính giữa này. Xích qua bên này nè, không xa xa cửa sổ chút. Rồi, trồng cái cốc ở đây. Trồng cốc hả? Ok. Ui, có trái nhãn kìa. Bự bự đây nè. Chừng nào nó bự rồi cho ổng ăn. Trái đầu tiên. Bận chín rồi sao không ăn? Chín chưa? Chín rồi đó. Trời ơi, trái nó bự quá trời luôn. Vậy hái một trái đó đi. Hả? Hái một trái đó thôi. Mấy cái chi chưa chín rồi. Trời luôn. Hái một trái đó đi. Nó đỏ luôn rồi nè, lại đây coi nè. Đây rồi, đây rồi. Đây cái trái đó đó, hai trái đó, trái thôi à. Bự quá trời ha. Hai chiếc kia chưa được đâu, hai cái trái bự ơi. Thôi, mà em mấy ngàn bị em hái rồi mất mới. Sợ hả? Sợ bị la hả? Không, không à. La cái gì mà la? Tới đây em hái. Em hái em đi lấy nước em rửa em ăn luôn tại chỗ. Của mình trồng mà mình sao không ăn. Xong rồi người ta chùi chùi cái quần đó, người ta ăn được. Ui, trái này ăn được rồi á. Đó, em còn để cho nó, để nó hư luôn rồi đó. Ừ. Bốn trái kia cũng hái được luôn rồi đó. Nó hết bự rồi. Cái gì hết bự? Yeah. Cái bự vậy thôi, nó hết bự rồi. Không kêu chùi chùi vô quần, mình lấy giấy thêm chùi. Giống như nói kiểu giống như ở Việt Nam rồi đó. Đi hái lén chùi vô quần ăn. Coi thấy coi ngọt không nha. Cái mận nè mọi người. Nó cũng sắp sửa hư rồi nè, nếu mà không hái. Ăn cái cọc. Ngon. Ngon không? Cắn miếng thôi. Tay nó có dơ không nhỉ? Không. Ngọt ngất luôn. Mặn nè, nhưng mà bị hơi un bên nữa thấy chưa? Ừ. Kêu không ăn là bỏ luôn á. Ngọt quá ha. Thấy chưa? Mà cái này chấm muối tiêu, muối ớt. Cái ăn. Thịt của nó dày dễ sợ luôn. Muối ớt ăn rồi nhưng mà tiếc quá năm nay không có nhiều trái. Không có nhiều. Ông nè, ông được một cái trồng cây ít trái lắm nhưng mà trái nào cũng ngon á. Đang thí nghiệm mà. Ngon quá. Trồng bốn cái gốc này. Bữa nhâm trái ổi ăn hết hai trái à, ngọt ngay à, không có hột luôn. Đẹp thật ngon. Ủa không để gạch hả? Để chứ, nhưng mà phải lấy ra để mình trồng. Làm cái khung giữa này nè, trồng cây. À, rồi con xếp gạch lại. Như chỗ nào mình mới xếp gạch lại đúng không? Xếp hết toàn bộ gạch luôn. Từ từ. Đó không, không? Cái này không có hối mà chỉ là hỏi thôi, đúng không? Hả? Em không có hối, em chỉ hỏi thôi. Trồng đây cây nè. Ừ. Trồng ở đây được rồi nè. Ừ. Bây giờ mình xếp gạch lại rồi mình xếp gạch qua đây. Rồi xếp khúc này luôn, không có đủ gạch đâu. Bây giờ mình phải bố trí lại.
giống như đánh giặc vậy đó. Dạ, bố trí lại cái gạch. Phải bố trí lại cái gạch cho nó đủ. Khỏi mua mất công. Ui. Nó nhức nhức kìa. Mình nối gạch rõ nè, mình nối nó tới đây vậy thôi. Đã làm gì làm đi, làm vậy chứ. Giờ mình đâu dám lên tiếng nữa đâu. Sao vậy? Ừ? Để coi làm xong mới nói với con. Hả? Không có sao đâu. Này con, lên tiếng này, lên tiếng hò đi. Thôi. Rồi mình lấy cái này ra luôn. Để mình lấy, mình làm gạch đỏ tới chỗ này luôn, khúc này luôn. Trồng cây ăn trái thôi. Hết thời gian của các anh chị rồi, không có rảnh. Hết trồng rau. Thêm mời gạch màu đỏ đây. Nhìn thấy tự lơ thôi. Suy nghĩ dữ quá. Mấy cái miếng dán này chút nữa ta tháo. À, làm tới đó rồi mới biết. Nếu mà đủ gạch thì khỏi tháo rồi. Thôi đủ gạch thì... Ủa mà mấy cái rễ này là gì anh ha? Cái đó là rễ cây dừa sữa. Còn tơi nè. Khô. Ui, có mấy cái nhánh xả nó nằm khơi khơi trên đất luôn. Chút nhỏ vô chiên đậu hũ. Đậu hũ chiên xả ớt đi. Tính món ăn ha. Hả? Ăn buổi sáng tính buổi chiều. Đương nhiên rồi. Phải thay đổi cho chồng vui, chồng mới chịu làm chứ không thôi giờ. Oh my god. Chồng kiếm chuyện rồi, thấy chưa, kiếm chuyện nữa rồi anh chị. Đâu có đâu, nói thiệt mà chứ vậy hoài. Thì đó. Là mấy anh chị cứ tưởng em mà ăn hiếp anh dữ lắm luôn. Đó kiếm chuyện đó. Em đâu có ăn hiếp anh đâu. Không. Ai nói em ăn hiếp anh đâu, để em chỉ. Thương thấy mờ luôn, lâu lâu chỉ sai vài ba hiếp cái. À. Không ăn hiếp. À. Đau lưng rồi đúng không? Đau lưng rồi nghỉ đi. Không. Thấy Ly thương hỏng dễ sợ không? Thương mất hồn luôn á. Phú hồn. Tới đây không? Trồng cây ngay đây thôi hả? Không. Hả? Trồng thanh long ở đó. Rồi. Trồng cây ngay cái lỗ này nè, đang chữa lỗ đó. Cái này. Ờ. Dở hai miếng gạch ra. Hả? Mình đào sâu xuống. Dở thêm hai miếng gạch ra không? Xếp gạch lại, đào sâu xuống. À. Xếp gạch lại làm cái khung đó. À. Làm đi để vợ ở đây coi phim tàu một chút. Sao mà trồng cây gì nó tốt được. Ai, cái thùng này nó bị bể rồi. Sao? Hết đau được rồi. Cái này cái máy mà không biết nó đổ xuống được không.
đại đá ở dưới đó. Ờ. Sau đó mình làm cái khung cho nó cao lên là mình đổ đất. Dạ, đổ phân dưới trong cái cốc hoặc là cái sồi. Trồng cái nào nói trồng cái cốc và cây xoài, còn cây táo tàu là phải cây ốc và cây xoài hai cây vô một chỗ không được, một cây thôi em. Thì anh trồng cái nào cũng được. Hai không nói đi em muốn cốc cốc ổi mới đem gì cũng được, chỉ là táo tàu phải sát chết cốc tường. Cốc hay là gì cốc tự cứ nói một cái thôi, lấy bao phân luôn nha. Phân này là mua là ngay cái chỗ mua cây luôn á. Cô Emily nói là phân này nó mới tốt, organic. 12 đồng một bao á, nhưng mà nếu mà các anh chị và các bạn có mua cây ở đó thì nói cô bớt cho. Đó, cái cốc này là ổng chọn đó, ổng nói là có hai nhánh. Mai mốt cái nhánh nào giờ giống như là hai nhánh, nhánh nào ly chọn thì ăn được nhánh đó, ổng chọn nhánh nào thì ổng ăn được nhánh đó, không có được hái chung, chia ra của nào đó nó ăn. Bông hai tầng rồi mà sao chưa thấy gì trơn trời. Bình thường nó có bông vậy không biết chừng nào mới ra trái. Rồi ra trái rồi chừng nào mới được ăn. Sao mà lâu lơ lâu lắc à. Cây này một trăm tư nhưng mà cô bán 100. Bọc bịch có nhiều không ta, nữa bịch thôi được không? Đâu có đổ không hết em, ta đổ dưới một chút làm khung em đổ lên trên. Đổ khúc trên á. Em đổ dưới nhiều nó bắt hết hết rồi.
rồi cái mình thả xuống rồi mình cắt, mới cắt cái thùng. Chứ không có được nắm cái cây. Trước khi mà trồng xuống thì phải đánh cho nó bầm dập. Đừng lan ra nhà người ta, đúng rồi. Đây, cóc nè, hái vô ăn đi. Cắt luôn cái label luôn cho rồi. Cứ để đó hù hoài à, mỗi lần đi ra cái thấy tưởng có một chùm cóc. Thấy tưởng là cá nữa. Mỗi lần bước xuống có thấy tưởng trái rồi, tưởng nó trái sẵn rồi. Hoài à. Không để vậy cho ta biết cái cốc em. Được rồi. Còn trong thùng á thì còn label, giờ xuống cái đất rồi lắm mà để label. Phi nít thiệt luôn á, tại vì đất sau sân nhà Ly nó nhỏ quá, cũng thôi hả, Ly mua hết mấy cây Việt Nam về Ly trồng. Cho ông mệt xỉu luôn. Mỗi lần đi mua ông khóc. Này phải cắt khung cây rồi. Để vậy luôn được không? Nó nằm ở trên mà. Mình cho khung cây á một lớp lên trên vậy nè. Xong mình đổ phân thêm cho nó bằng cái này nè, thôi đợi tưới nước một cái nó ra rễ luôn. Thấy cái rễ luôn. Dạ, yeah. Không để gì được đâu. Làm thì phải làm cho xong luôn. Làm nửa chừng nữa không được đâu. Màu sẵn rồi khỏi sơn, có lý quá. Ông cắt label, Ly cắt. À. Rồi xong, cái cấp.
chứ. Không vừa tháo ra làm lại. Chảnh quá ha. Trời âm u quá. Mà nó hầm. Trời giống em quá. Nó kiếm chuyện chút. Em đâu có u ám gì đâu. Ủa sao mấy cây đinh nó màu vàng nha ông xã? Nó khốt đi. Cái đinh màu vàng với cái đinh màu xanh là nó khốt, nó không bị mục à. Hiểu không? Ủa chết cha. Ha ha. Đóng lộn lộn. It's so funny. Cái đó nằm bên góc kia. See. Nó tháo ra làm lợi là đúng. Tại em nói ra vừa đúng luôn á. Lấy ra làm lợi thiệt. Cái này cái ngắn á nằm bên trong đó kìa. À xã mà. Cái này mới phải nằm đây. Ai biết đâu nhiều khi anh có tiền giấu để chỗ nào em không biết. Tại thường thường giấc mơ của em nó hay biến thành sự thật lắm luôn đó. Hồi xưa cũng vậy nè. Hồi lúc ở bên Việt Nam đi bộ đi học không mà mơ ước có được chiếc xe đạp thôi. Nằm mơ tới nằm mơ lui cuối cùng đó không cũng mua được. Giấc mơ em ghê lắm á. Thảy vô. Nhiều khi á thiệt á, ông xã mình á nói thiệt á, bỏ vô đi còn nèo thôi thì ghê quá. Ổng làm giết rồi đó mọi người coi á. Để bỏ cái mặt nào cho nó đẹp mặt này đi đó, đó vậy thôi đó. Thêm mớ đất này rồi thêm mớ đất kia nữa. Đất kia là đất gì nữa? Đất phân á. Thôi, phân để trên ở trên mặt đâu có ăn đâu. Hả? Phân á, để trên mặt cũng như phân mà. Trên mặt cũng phân hả? Phân đó hả? Hả? Phân tay là chỉ ở dưới gốc thôi. Nó hút chất xuống mà khiến cái bao tay của anh đâu mất rồi. Nó chơi già cả lắm cẩm. Đâu cần để cái phân ở trên mặt đâu. Rễ nào mọc ở trên mặt hả? Thiệt á hả? Ừ không, chị để ở dưới thôi, nghe lời vợ đi mà. Để dưới thôi hả? Ờ nghe, anh muốn phân, anh muốn đất nó vô đây nè, để anh cho cái này cái khung cao lên chút, cái khung cao lên chút để mình có mình đổ đất lên thêm á. Thì nó lúc cái cây. Cái đó thì có lý. Đúng không? Đúng. Xã nói gì cũng đúng hết trơn trời á. Nhìn thấy vườn cũng sạch sạch một chút luôn. Không có tùm lum tùm lum. Tại vì còn có hai bao phân à, sợ không đủ cái kia. Hai bao cho hai cây kia thôi mà. Ừ. Một với một bao một cây. Ừ. Cho nên là không. Nhưng ở trên mặt không cần phân, chỉ cần đất thôi. Phân mình để dưới được rồi. Chắc em nói đúng. Xanh tha. Với tùy cái. Hầu hết là sai. Chị bỏ vô thêm đi. Đất nè, đây nè, nhiều lắm nè. Lấy đất đó bỏ vô. Đất nè, đào ở dưới đó mà. Mà chỗ này á, coi vậy chứ nó tốt hơn mấy cái chỗ khác á.
Cái chốt là tại vì cái chỗ nó mát đó mới. Phải không? Sao đất á, bao bự cỡ nào, thùng bự cỡ nào anh Vinh cũng nổi, mà mỗi lần nhờ anh cổng em thôi. Nó nằm chỗ nó không có nhúc nhích. Còn em mà xây qua xây lại rồi, có cái chỗ rồi lòi, có cái chỗ rồi lép rồi. Gì vậy? Nó khó khăn. Ôi ơi. Nhiều khi không muốn bàn tới luôn á, tới công chuyện luôn á. Trời giống chuyện mưa quá. Cái đàn ông này ăn không được nhưng mà xài được. Xài cũng được. Xài được không? Được. Lâu lâu nó cãi là mình tức thôi. Khơi ông xã mình chế biến cái đồ hút rác. Quên. Để khoe với mọi người luôn. Cho coi cái à. Đây. Coi chịu nổi không? Hút rác này bằng cây mình đóng chế. Xong rồi có một cái ống hút bụi mà mình không xài nè, mình đóng vô cho nó cao. Anh nói mấy cái cây mà mua ở ngoài nó yếu quá. Nó bằng mũ á, cây dài lòng. Thấy tiêu lâm luôn mọi người. Nhiều khi á nó thiệt á. Nhưng mà cây này nó xuống nước nó cũng dễ hư cho nên không có để ngay chỗ mưa. Mình không có... Hay là anh đóng mấy cái dụng cụ làm vườn vậy thì em ra. Em để ra trước em bán coi. Cái này là để chế đó. 2 đồng bán không? Không. Cái gì vậy? Công đinh, công ta. Đồng. Em làm hơn đồ của anh cái gì có 2 đồng vậy? Rẻ rồi. Sạch sẽ rồi ha. Chỗ này ok, cho em trồng cái mấy cái thanh long lên kia nữa là thấy sẽ đẹp. Đẹp sạch. Hôm nay cũng hên rồi, trời nó âm u, nó không có nắng chứ không thôi chị không nổi, ra đây không nổi. Mát mình mới làm ấy chứ không thôi mình không làm đâu. Cái chỗ này bữa nào anh mua đồ cắt gạch á, anh mới cắt cái gạch này lót vô chỗ này. Tại không có máy cắt gạch. Cái khung hẻ hẻ hở hở. Tạm vậy đi. Gọn ghẻ xong rồi cái sạch sẽ hơn đó. Cái khung từ đây nè, cái khung này là mới giờ lót á, vừa đủ gạch luôn đó, không có tháo cái cây đó thì nó không có đủ. Chỗ này hơi cao nè, để trịch nước cho nó kẹt xuống. Không trịch nước thì bắt đầu nước nó ấy rồi, nó tự đất nó rớt rồi. Tại vì mình lót đó, nhiều khi nó không, mình lót không có bằng là như vậy. Nó lót lẻ lẻ. Đào đất muốn bằng đào đất được phê. Trời trời. Đó các anh chị và các bạn. Hôm nay ra làm vườn lót gạch cho cái chỗ này nó sạch sẽ, trồng được cái cốc. Ta công của anh hai lúa làm hết. Ly là chỉ đứng nói thôi. Nhiều lần lắm rồi, ảnh tự nữ quá trời, đứng sai không. Ở chỗ này cái góc này, em biết mình trồng thanh long. Trồng thanh long ha, cho nó mát ha, chứ không thôi đằng kia nó nắng quá, nó bữa hồi trời mát mát lạnh, nó thấy nó tốt quá chừng ha, giờ lấy thấy là khóc luôn. Nó nắng quá, nó chết. Ăn được đúng trái một rồi, giờ ra 2 bông cũng sắp sửa héo luôn rồi. Thôi, gán trồng lại sang năm, hy vọng có ăn.
Ly và anh Trường cảm ơn các chị và các bạn nha đã xem và luôn ủng hộ cho vợ chồng Lily ha. Đừng quên đăng ký subscribe, like và share để em đi có nhiều video chia sẻ khác cho mọi người xem cho vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Chứ có gì đâu coi. Có nhiều bên xem không vui.